Sơn xin chào tất cả mọi người nha. Sơn chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay Sơn mang hai cái con diều mà Sơn làm bằng gân lá dừa mọi người, để ra ngoài cánh đồng nổ đỉa nha mọi người. Còn cái con cá bèn nữa cơ, nhưng mà nó bị hư rồi. Với là Sơn bữa nay ốm nên là cái dòng của nó hơi khác một tí nha mọi người. Tổng cộng là Sơn làm con lá dừa là 1, 2, bao nhiêu con, là 5 con à? Đúng đó, đúng rồi mọi người, 5 con thì phải. 5 con, một con không đuôi này, cá bèn, đại trà, rồi là kinh môn, rồi là đuôi cá, 5 con. Mất còn con nào nữa không cơ, nhưng mà Sơn không nhớ được mọi người ạ. Thì hôm nay thì Sơn mang hai con này ra đọ sức nha mọi người. Cái gì cái, nhưng mà chắc chắn là cái con cá bèn mà bay được là nó vẫn ngon hơn cái con đuôi đâu, cái đại trà chứ mọi người. Đại trà mà nó bay được là nó vẫn ngon hơn cái con đuôi cá này nhá. Nhưng mà hải khó bay mọi người ạ. Tại vì một bữa là nó lên rồi mà nó lại đâm đầu xuống cái đầu. Thì hôm nay Sơn nhờ Idol Minh xuống nữa để test số phẩm nhá. Thì bây giờ ra cánh đồng và nổ đĩa luôn nhá mọi người. Một pha mình bách đo gọi là diều lên luôn mọi người. Hôm nay Sơn phải thả đây nhá mọi người, chắc không xuống được cánh đồng dưới kia. Tại vì mấy bà đang gọi là dặm lúa. Thì đây là cái con diều đại trà là siêu phẩn đấy mọi người. Gần lá dừa cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Nhưng mà mỗi tội đuôi hơi cứng. Lèo bị ấy rồi kìa. Nghệ nhân này nguy hiểm quá. Đừng có chỉnh leo bên trên. Lên chứ. Gió phế phải cho nó lên. Tại vì Sơn đang bị ốm đó mọi người, khá là mệt luôn mọi người ạ. Nên là cũng ráng gọi là tranh thủ và thả cái hai cái con diều này để quay cái đoạn video ngắn ngắn gọi là cùng với mọi người xem cho vui nhá mọi người. Thì mỗi bữa thì Sơn thả bên đêm á, nó bị cứ cắm đầu, thế là Sơn phải chỉnh lại lèo như thế này để thả nhá mọi người. Thì bây giờ Sơn sẽ cho siêu phẩm này lên luôn nha. Hai siêu phẩm mọi người ạ. Đây là đại trà, đây là cá bẹn. Đây đuôi cá chứ, dính dây rồi Minh ơi. Dính dây rồi. Đúng rồi, dính dây rồi. Cho diều kia lên đi. Tí nó cắt dây luôn đấy. Hên. Ơ hết gió. Hên. Hai siêu phẩm. Lên ngay mọi người. Cái con diều này Sơn thả hơi ít dây, tại vì là cái con diều này nó đang khó khăn lắm mọi người. Cái con đại trà chứ không phải được như cái con đuôi cá đâu. Nhưng mà đại trà là bay được là bị siêu phẩm đấy mọi người ạ. Buộc đâu đó đi thôi. Ô rồi xong. Lôi dây cái mình. Lôi dây cái nhanh. Lôi dây. Rồi. Giật mạnh vô. Buộc cái con đuôi cá nơi lưới đi. Buộc con đuôi cá nơi lưới đi. Ngớ dây này. Vướng dây rồi. Đi sang đây này, đi sang đây này. Vướng dây rồi. Khó khăn quá mọi người ạ. Nhiều. Rồi. Cửa vô máy tôn là đứt dây luôn đấy mọi người. Cái gì cái? Chíp chảy áo ấy. Rồi xong đại trà rồi. Đại trà lên. Nhiều kéo. Rồi một vòng rồi. Tháo dây. Tháo dây nhanh. Đứt dây ạ. Rồi. Lộn rồi. Rồi mình thêm mấy vòng nữa chứ. Diều đây mọi người.
Khi này giờ quay quên ngồi hai thằng ngồi nói. Sang bên này đổi. Sang bên kia. Dây dưới kìa. Dây diều. Mình cưới hai con diều ni quá. Đang thả đua á. Như diều thả đua luôn mọi người. Đóng dây ấy. Nên đổ trên cao luôn. Rồi, đại trà được yên ổn rồi mọi người. Đứng yên rồi. Cơ. Diều hay là con chi đây? Đứng yên luôn. Đứng yên này là ngon rồi mọi người. Để Sơn kiếm cái gì đó Sơn buộc lại nha. Không thể ngờ là cái con diều đại trà giờ nó bay lên nó đứng yên luôn mọi người ạ. Cái con đuôi cá này nó trao. Đại trà bay lên đổ đứng yên. Đúng tầm giây luôn. Đuôi cá thì nó gọi là nó đuôi rời á mọi người. Sơn bật nào Sơn thả lại cái con diều để Sơn sửa lại cái con cá bẹn này nhá mọi người. Cá bẹn đi với đại trà này này đúng không? Đẹp hơn, hợp lý hơn. Mà cá bẹn hơi trao. Rớt à? Hai con bay bằng nhau rồi mọi người. Chó yếu Minh ạ. Giật đại trà. Giật đại trà. Lên rồi, không cần phải giật nữa. Ngon ngay mọi người. Mọi bữa nó không lên được là do cái lèo quá mọi người. Đại trà là do lèo nhiều lắm. Không liên quan đến lèo là khó lên lắm mọi người. Ôi nhiễm môi trường lắm mình ạ. Tẩu với mình. Mình nguy hiểm á. Hai con bay đua gọi là đẳng cấp luôn mọi người. Nhưng mà con đuôi cá bay vẫn ngon tại vì là nó không kẹp á mọi người. Con đại trà thì nó kẹp thì chắc chắn thì nó đổ gọi là ngon hơn, nhưng mà gió nó yếu tầm ấy là nó sẽ rớt liền mọi người ạ. Để Sơn ngồi xuống ngay. Mỏi chân quá mọi người. Diều đâu ta? Đây một con này. Đây hai con này. Hai con đang đổ đứng ngon luôn. À, idol làm gì vậy idol? Ghé ăn à? Hai con giờ đổ đứng ngon luôn. Con này thì bay sang đây. Con này thì bay trên trốc á. Gì á? Trường hợp là bảo thủ à Minh? Minh! Bảo thủ à? Xuống. Chưa bay bằng dây nhau vậy? Để cho thêm đoạn nữa à? Đại trà rớt rồi mọi người ạ. Còn đuôi cá nữa ơi. Gãy Minh ơi. Quấn đi. Minh như này tụt dây cái là anh kéo ra sinh hại luôn mọi người. Đại trà xuống rồi. Đại trà gió yếu quá. Gió không đủ tầm nên là nó không lên cho mình à. Cái này gió to lắm. Nhưng mà giờ hết yếu gió rồi. Nên là phải đợi gió để test lại. Đợi gió đều đấy chứ. Gió cây bị tàn chưa rung này. Test lại lần nữa. Dây Sơn mới lôi về. Lôi hết dây luôn. Cục dây đầu kia mình à. Đại trà này nẹp lại cánh thì được. Nẹp lại cánh thì bay ngon hơn. Nhưng mà khó lắm mọi người. Nẹp lại cánh nhiều khi nó không bay cho nên chứ. Tại vì cái phần ngoài lôi kéo quấn rồi đấy. Quấn vừa thôi. Được rồi á. Nữa thôi. Đừng vô ra ruộng là được. Cho ra ruộng mất công đi nhặt lắm mọi người ạ. Với là mấy bà mới dặm lúa thì sáng nữa. Nếu mà cho ra ruộng giờ lúa gọi là mới dặm mà xuống thì dặm rồi thôi. Mấy bà mới dặm thì sáng rồi mình xuống dặm lần nữa thì biết rồi. Đuổi ra khỏi họ. Để có gió rồi Sơn cho đại trà lên luôn nha. Đại trà nằm lên một đống rồi. Sơn cũng đã cho lên lên lại rồi nhá mọi người. Vướng dây kìa. Đổi sang bên thôi. Con này lên lại rồi nó bay khá là ngon mọi người ạ. Nhưng mà mỗi tội là lúc lên nó cực kỳ là khó mọi người. Tung 4-5 lần nữa lên cho lên ngon.
mọi người còn nhớ cái quạt ba tiêu không? Hai cái quạt ba tiêu Tôn Ngộ Không đánh quên của con diều tiên lãng á mọi người. Nên là lần này mà diều hai con thì bay khá là ngon rồi mọi người. Thì lần sau gọi là để Sơn cố gắng gọi là sửa cái con cá bẹn đấy đó, để lần sau mang đi test nhé mọi người. Thì hai con diều này thì cái con diều gì đó, diều đuôi cá mọi người, bay ớn thật, bay nản giờ, còn dễ lên này chứ. Cái con cá bẹn này khó lên, nhưng mà lên được cái bay rất là ngon, nhưng mà không lên được cái bay khá là dở, không hiểu tại sao. Gió yếu yếu ấy là rớt liền. Diều này lắm bệnh lắm. Dỗ về đi. Nhiều khi Sơn đang cầm diều mọi người, dỗ yếu gái Sơn phải giật, nên là cái việc quay là nó khá là khó. Nói chung là thả thế là ngon lắm rồi mọi người ạ. Hoàn hảo rồi. Thả nữa thì Sơn khá là mệt rồi mọi người ạ. Tại vì Sơn đang bị ốm á, nên là cái việc mà thả lâu hay là gì nên là hơi khó mọi người. Trời thì cũng nắng nữa, nên là Sơn cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Sơn nha. Thì Sơn chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ nha. Thì bây giờ Sơn chào tất cả mọi người và bye bye tất cả mọi người nha.